Hello mọi người, chúng ta lại tới với một số podcast camera khác trên kênh YouTube của Tinh Tế. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhân vật cùng ngồi trò chuyện với mình khá là quen thuộc, anh Huy, leader team media. Và tụi tôi sẽ quyết định là đu theo trend, ngồi phân tích xem và xem những các góc máy, cách hậu kỳ, cách mà Apple cùng với Tờ Linh đã làm ra được cái MV Đừng Làm Nó Phức Tạp. Mặc dù cái MV đó tên là Đừng Làm Nó Phức Tạp, nhưng mà chúng tôi sẽ quyết định là làm cho mọi thứ nó phức tạp lên, xem thử coi là nó có cái gì vui. Bây giờ thì vào cái video trước. Nhưng mà ngay đầu video thì mình sẽ hỏi anh Huy một câu hỏi khá là thông dụng. Dựa trên tư cách là một người xem bình thường, thì anh cảm thấy cái MV đó nó như thế nào? Khoan đã, bàn tới màu sắc, góc máy, các thứ đồ này nọ, chỉ là người xem bình thường thôi. Góc độ nếu mà đặt mình là một người bình thường thì anh thấy cái MV này nó là một cái MV về mặt hình ảnh thì nó mang màu sắc rất là u tối. Và mình chưa nói gì đến cái lời nhạc thì mình thấy cái âm hưởng, cái giai điệu của cái bài hát, bản thân cái bài hát nó cũng là một cái dạng gì đó, nó rất là cái tông màu nó u tối trong cả phần âm nhạc lẫn phần hình ảnh. Và nó là một cái điều thú vị. Bởi vì Tờ Linh là một cái nghệ sĩ rất là đa dạng. Mình thấy bạn có những cái bài cũng rất là vui vẻ, rất là màu sắc. Mà cũng có những cái bài buồn. Bài này thì theo mình là khá là u tối. Theo em nhớ thì hình như trước đây những cái MV mà Apple họ kết hợp với nghệ sĩ sản xuất thì đây là cái MV có tông màu u tối nhất phải không ta? Anh không nhớ chắc là có được bao nhiêu cái MV mà Apple kết hợp với nghệ sĩ. Nhưng mà anh biết thì là có hai nghệ sĩ, và cũng tình cờ là hai nghệ sĩ đó nó cũng là nữ. Một á, là khi Apple kết hợp với nhóm New Jeans và sử dụng là iPhone 14 Pro. Hình như bài đó là bài ETA, em không nhớ rõ cái tên đâu. Biết cái MV đó. Còn bài thứ hai á, là một nghệ sĩ nữ khác mới đây nhất, Mỹ, đúng không? Là Olivia Rodrigo, đúng rồi, Rodrigo. Bài Get Him Back. Cái Redback này hình như là quay bằng iPhone 15 Pro hay Pro Max gì đó. Vậy đó là góc nhìn của một người bình thường. Còn bây giờ đào sâu vô hơn thì anh sẽ cảm thấy là cái MV đó nó như thế nào dưới góc độ con mắt làm việc của anh. Cái điều đầu tiên á, thì anh sẽ hơi thắc mắc là không hiểu tại sao cái MV này được up lên với độ phân giải chỉ là Full HD thôi. Đúng, em cũng là thắc mắc cái câu chuyện đó, là nhấn lên thấy nó hơi mờ mờ, xong mình kiếm cái 4K rồi. Nhưng mà cuối cùng nó chỉ là Full HD. Chỉ là Full HD thôi. Anh có nghe phong phanh đâu đó là một số bạn được xem một cái bản nào đó nó có chất lượng cao hơn, nhưng mà không biết gì lý do gì đó nó up lên trên YouTube thì chỉ là Full HD hơn. Anh cũng mong là anh sẽ được xem cái bản 4K để xem được nó ở cái chất lượng cao nhất. Ok. Nhưng mà nếu mà bỏ qua chuyện Full HD hay 4K thì anh thấy một cái MV này là một cái MV rất là chỉnh chu. Nó cũng giống như là cái MV của Olivia hay là MV của New Jeans, nó được làm rất là chỉnh chu như một cái MV bình thường mọi người từng sản xuất. Có thể là nó sẽ khác một chút là mình phải quay bằng iPhone thôi, nhưng mà nhìn chung thì nó là một MV rất là chỉnh chu, dài tới 7 phút. 7 phút mấy lận, là một MV khá là dài. Và cái nội dung của MV là một cái câu chuyện, nó có phần đầu đúng, xác lập không gian rồi xác lập nhân vật, giới thiệu sơ về nhân vật, rồi có tiến triển, xong rồi có kết thúc. Nó là một câu chuyện hoàn chỉnh luôn. Nó rõ ràng hơn nếu mà so với lại MV của New Jeans hay là MV của Olivia. Thì MV nó mang tính New Jeans với Olivia, mang tính về hình ảnh nhiều hơn. Đúng là show cho hình ảnh đẹp nhất có thể thôi. Chỗ này nó mang tính về câu chuyện. Thì cũng như mọi người thấy thì cái MV Behind the Scene á, thì cái anh đạo diễn, cái anh Bảo á, Bảo Nguyễn, Bảo em Bảo Minh Nguyễn, thì anh có nói là cái câu đầu tiên trong cái VIP Behind the Scene, anh có một câu rất là hay, rất là về mặt hình ảnh, cái là về mặt hình ảnh và về cái cách kể chuyện, nó luôn là một cái thứ rất là đồng hành chặt chẽ. Nhìn nó vào và nhìn cái những cái gì mà ekip là MV lựa chọn cho cái MV này, ví dụ như là tông màu, như anh nói là tông màu rất là tối, ngay cả cảnh ban ngày nó cũng rất là tối rồi. Cái phần shadow á, nó cũng rất là đậm, rất là tối, nó không, gần như không thấy, mất đi như khá là nhiều chi tiết. Nhưng mà nếu mà để ý trong cái clip Behind the Scene á, thì em sẽ thấy rõ là khi mà mọi người quay á,
nó không tối đến như cái, vậy. Cái màn hình lúc đó nó sáng đúng. Không? Ừ. Nó cái màu thu nó sáng. Ánh sáng. Nhìn rất là ok, nhưng mà do cái chủ đích của đạo diễn cũng như là ekip là muốn tông màu này là tối và hơi ngã xanh. Nó là một cái gọi là cái thủ pháp, một cái chủ đích rồi. Thì cũng như trong cái clip behind the scene đó, nó cũng nói à, nó cũng kể cho mình nghe được một cách sơ sơ về cái câu chuyện, như kiểu là nhân vật đó nó có nội tâm bị giằn xé hay là nó có hai cái phiên bản nhân vật chính. Đó rồi cái thì mình mới thấy là ok, là những cái cách mà họ chọn thì họ yêu cầu của họ khi mà làm điều đó là phải chọn tông màu đó. Nên có nhiều bạn thấy khi mà mình tranh luận, có nhiều bạn nói là cái video này họ cố ý họ chỉnh cho tối đi, chỉnh cho tối đi để mà cho cái MV này nó che đi những che cái điểm, những khuyết điểm đúng của iPhone đúng không? Đúng rồi, noise hay các kiểu. Thì anh không hẳn đồng tình, tại vì sau khi anh ngồi soi cái behind the scene á, anh có bắt gặp cái cảnh đánh nhau á, thì khi họ quay bằng cái app Blackmagic Camera thì họ để ISO là 1250. Thì nếu ai xài máy ảnh á thì không, con số cao. Đúng rồi, đó là con số cao thậm chí là rất chiếc cao. Máy ảnh full frame bình thường. Chúng ta cũng ít khi mà để nó lên con số, nếu chúng ta có điều kiện đèn đốm hay là cũng ít khi để lên con số đó lắm. Nhưng mà họ để con số 1200. Tất nhiên là nếu về mặt kỹ thuật nhiều hơn thì con số 1200 đó nó có một cái ý nghĩa riêng. Nên mình tạm nói vậy tại nó sâu về mặt kỹ thuật quá. Được rồi. Thì cái 1200 đó thì không thể nào mình nói là họ hạ ISO thấp xuống để cho đỡ noise. Rõ ràng ISO họ rất cao chứ không thấp. Thì đó là những cái nhận định sai của mọi người về mặt kỹ thuật. Tất nhiên là nếu mà nói về sâu nó rất là phức tạp. Bản thân anh cũng không dám chắc, nhưng mà anh chắc chắn một điều đó. Cái chuyện chọn tông tối này không phải là để che ISO. Tại vì rõ ràng mình thấy coi khi mà cái những cái video mà lúc chưa hậu kỳ á, rất là sáng sủa. Rất là sáng sủa và rất là tốt, không anh không để ý đến chuyện noise. Tất nhiên là nếu mà soi thì cũng sẽ có, nhưng mà với khả năng hậu kỳ của họ, họ sẽ có các cái filter, các cái effect để là khử noise đi, giảm bớt noise đi. Và các đèn đốm, tất nhiên là trong một cái quá trình sản xuất MV như vậy thì chuyện mà có rất là nhiều đèn để hỗ trợ đó là chuyện bình thường. Thiết bị không chỉ đèn mà rất là nhiều thứ gọi là khủng luôn ấy, chứ không phải là hỗ trợ nữa. Đúng rồi. Qua cái câu chuyện tức là nếu mà so với MV của Olivia hoặc là nếu so MV của New Jeans đơn thuần là nhảy, đơn thuần là so hình ảnh đẹp thì MV của Tlinh có câu chuyện, và thực sự là có câu chuyện. Khi mà anh em mình cũng ngồi coi và chưa coi behind the scene, coi ngay cái lúc nó mới ra mắt là chúng ta hiểu được câu chuyện. Tức là chỉ có 4 nhân vật thì em nhớ là có Tlinh, bạn trai, cái người bạn gái đi theo sau này của người bạn trai đó, và cái bạn học cùng rủ tôi lên đi coi phim đó. Đúng chỉ rồi. Có 4 nhân vật chính thôi, và cái câu chuyện nó cũng khá là dễ hiểu. Đúng. Qua lại câu chuyện tình yêu trai gái và tức giận lên thôi. Tức là về mặt cơ bản thì nếu không xét tới cái yếu tố iPhone thì đây vẫn là một cái MV coi rất là được của tôi lên. Bây giờ tạm bỏ qua về cái phần mặt nội dung, chúng ta sẽ tới với cái câu chuyện khá là hay là Apple sử dụng hầu như tất cả những cái ống kiến mà họ có ở trên cái con iPhone 15 Pro Pro Max của họ, từ close up 1, 2, 5. Em đặc biệt rất là ấn tượng với những cái cảnh mà 5X, tại vì nó kéo chủ thể lại rất là gần với nhau, và có hai cái đoạn đặc biệt là từ bên ngoài nhìn vô trong cái căn phòng, lúc mà Tlinh đi vô mà thấy cái bạn trai của mình đang ngồi với bạn nữ, nhìn đúng cái cảnh đó là phải xài 5X thì nó mới ra được cái chất là nhìn vô thật cận như vậy. Chứ nếu mà để không thông qua cái cửa kính mà quay cận vô thì nó không có hay cho lắm. Và thường thì nếu mà chúng ta coi khi mà quay MV hoặc là quay một cái gì đó trên những cái điện thoại khác thì những nhà quay phim của những cái điện thoại khác họ thường né cái ống kính tiêu cự tele này, nhưng mà Apple thì họ sử dụng luôn cái đó, và họ sử dụng cũng khá là trong nhiều cái phân cảnh. Ví dụ cái phân cảnh đi từ bên nhìn đứng từ bên này hành lang đi quay qua bên kia hành lang nữa thì em thấy cái cảnh nó cũng rất là đẹp. Thì anh cảm giác như thế nào, tức là so về cái câu chuyện là tiêu cự, ví dụ anh em mình quay phim bằng máy ảnh thì không nói, chúng ta có thể thay đổi những cái tiêu cự linh hoạt, nhưng mà đối với điện thoại thì nó hơi khó trong câu chuyện này. Thì anh hồi trước anh cũng có quay MV cho trí, cái MV tinh tế, thì anh thấy sao? Thật ra là không nên bỏ cái chuyện máy ảnh hay là điện thoại,
Thì bản thân á, là nếu mình bỏ qua hết tất cả, mình không còn biết thiết bị gì hết, thì cái bản thân cái ống kính nó có tiêu cự. Và cái tiêu cự đó nó rất quan trọng, bởi vì cái hiệu ứng khi mà cái tiêu cự đem lại nó rất là quan trọng. Cũng một khung hình, nhưng mà nếu chúng ta xài bằng ống này và ống khác thì nó sẽ làm ra một cái phối cảnh khác, một cái tương quan giữa tiền cảnh hậu cảnh với là chủ thể, cái kiểu nó khác. Và những cái sự thay đổi đó, những cái sự khác biệt đó thì sẽ được tận dụng khi chúng ta có một cái chủ đích rõ ràng. Giống như em nói, nếu mà cái cảnh mà tờ Linh thấy bạn trai và người bạn gái kia, nếu là quay bằng ống 24mm tương đương đúng, tức là ống 1x á, và ở vị trí gần để có cái khung giống như vậy, chắc chắn nó sẽ giống sơ sơ thôi, tức là cái kích thước của chủ thể thôi. Nhưng mà cái hậu cảnh sẽ rất là rộng. Đúng rồi, hậu cảnh rất là rộng và rất là rõ ràng, đúng, nó không tập trung được. Nhưng mà nếu mà dùng ống 5x thì cũng là kích thước chủ thể như vậy, nhưng mà cái hậu cảnh được phóng to ra, được giãn ra để cho chúng ta thấy nó gần hơn, nó cảm giác gần hơn. Cộng thêm cái việc là khi mà mình ở cái khoảng cách xa đó, mình có thể lợi dụng để tạo tiền cảnh như kiểu là cái khung cửa sổ. Đúng rồi. Cái điều mà cái ống 1x nó không làm được. Thì cái việc mình chọn ống như thế nào thì nó quan trọng ở cái việc là nó phục vụ cái gì, ý đồ của mình là gì. Khi mà một cái quyết định của mình nó luôn dựa trên một cái ý đồ và mình thể hiện được cái ý đồ đó thì nó sẽ hiệu quả, chứ không phải là mình sẽ phải xài hết hay là mình không xài hết. Anh giả dụ đi, có những cái phim những cái phim mà hoặc là những phân cảnh mà người ta chỉ dùng một cái ống rất rộng, ống siêu rộng luôn để quay chân dung. Thì nếu mà theo cái mô típ bình thường thì điều đó là điều không nên, bởi vì ống siêu rộng sẽ làm cho khuôn mặt bị biến dạng, méo mó, vân 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 vân. Nhưng mà với cái chủ đích nhất định thì nó lại trở thành một cái đặc biệt và gây điểm nhấn, hiệu ứng rất là đặc biệt. Đó là ví dụ như là những cái bộ phim như là Đà Lạt Thiên Sứ của Vương Gia Vệ. Thì cái phân cảnh ở McDonald's hay là nhiều, rất là nhiều phân cảnh thì quay một cái ống rất là rộng, ống mười mấy luôn hay sao đó. Đó là cái yêu cầu và cái đạo diễn muốn. Thì ở đây nó cũng vậy. Tất nhiên là ở trong cái video của Apple thì Apple cũng sẽ có những cái yêu cầu nào đó để họ có thể làm rõ được những cái tính năng giống như là 5X hay các thứ. Đúng rồi. Và cái người đạo diễn cũng sẽ căn cứ vào cái yêu cầu đó và tìm ra được cái lý do hợp lý. Và họ chuyển thể cái ý định ban đầu là showcase cái 5X, chất lượng của 5X thành cái ý tưởng rất là rõ về mặt kể chuyện. Như anh nói vậy đó, cái mặt hình ảnh và cái mặt kể chuyện, anh đạo diễn luôn nói là nó phải đi đôi với nhau. Tức là cái lựa chọn 5X đó nó phục vụ cho việc em kể chuyện. Đó là một cách rất là rõ ràng. Thì mình sẽ không có cảm giác là show cái hiệu ứng đó. Và rõ, nếu chúng ta, nếu mà anh nói là nếu một cái viễn cảnh rất là hay, tức là Linh ra chỉ ra MV đó thôi, chẳng có ghi gì hết với Apple, tức là chẳng có behind the scene, chẳng có ghi là quay bằng iPhone, thì lúc đó anh tò mò, lúc đó nhận xét của mọi người sẽ là như thế nào, mọi người có còn xăm soi vào cái phần kỹ thuật đó hay không. Đúng. Bản thân anh vẫn thích là mọi người xem cái cách của họ làm để phục vụ cho cái chuyện kể chuyện. Chứ nếu mà mình cứ nhét một cách vô tội vạ, ok tao cần show cái 5X thì ok tao cứ lấy 5X ra tao quay, quay beauty, quay đẹp, nó không phục vụ cho những kể chuyện. Nếu nó là một cái MV như kiểu của New Jean, chỉ là nhảy nhảy nhảy, hay là MV mà kiểu là show về mặt thị giác như là của Olivia, chỉ nó bình thường. Nhưng mà cái này là mình kể chuyện. Khi cái MV này nó kể chuyện thì chúng ta cố gắng phục vụ cho việc kể chuyện thì nó hay hơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tức là về mặt cái câu chuyện ở đây, em khúc này em sẽ hỏi anh hai phần. Đúng là họ sẽ luôn tận dụng hết những cái gì mình có, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy là trong cả MV của New Jeans, lúc đó 3X zoom lên thật cận, hoặc là trong MV mới của Olivia, tất cả mọi thứ, toàn bộ những cái MV của Apple, mặc dù họ không có muốn show ra hết là tao tận dụng hết tất cả các lợi thế của iPhone, nhưng về mặt bản chất, toàn bộ những gì mà iPhone nó có thì Apple đều tận dụng đầy đủ. Chẳng qua là chúng ta đang nhìn về một cái khía cạnh là họ không show, nhưng mà nó vẫn đầy đủ.
anh cũng không hẳn, tại vì thật ra với cái MV của Olivia thì mình không có được hai đại xin, hoặc là anh chưa coi rồi đó, thì anh không có chú ý nhiều đến chuyện là Apple Show cái gì, anh chỉ coi cái MV đó và anh xem cái chất lượng của hình ảnh. Tại vì MV đó ngoài cái chuyện bài hát thì anh đã nghe nghe bản audio rồi, nên cái phần chất lượng hình ảnh á thì anh quan tâm thôi. Tại vì nó nói nó quay bằng iPhone thì anh quan tâm coi cái chất lượng iPhone đó nó có dễ để nhận ra không. Tất nhiên là nếu là một người tinh ý đã từng xem nhiều thì sẽ nhận ra thôi, sẽ nhận ra đây là một MV không phải quay bằng máy chất lượng máy chuyên dụng mà bằng điện thoại. Nhưng mà để trong 10 người mà có chừng 6 người không nhận ra, anh nghĩ đó là thành công nếu mà không để cái tiêu đề là quay không, bằng em iPhone nghĩ, em nghĩ phải hơn con số đó, em nghĩ phải không, hơn. Anh nói là nếu một cái video quay bằng điện thoại mà em đưa cho 10 người bất kỳ mà 6 người không nhận ra đó là quay bằng điện thoại hay là quay bằng máy ảnh hay là bằng quay quay chuyên nghiệp thì đó là thành công rồi. Nhưng mà tất nhiên là Apple luôn ghi rõ, mọi người cứ nói là Apple lấp liếm nhưng anh thấy không 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 lấp liếm, họ ghi rõ, họ quay bằng iPhone, họ sử dụng những công cụ phụ trợ, những phần mềm phụ trợ, đúng, những ekip chuyên dụng. Yeah. Có những MV hoặc là những cái video như kiểu Vivo Scary Fest họ quay rõ ràng một cái behind the scenes. Chúng ta ngồi tranh cãi rất là nhiều về cái câu chuyện Scary Fest đó. Đúng. Thì họ không giấu giếm gì cả. Yeah. Các bạn còn nhìn được ra cái đèn và biết cái đèn đó bao nhiêu tiền đúng đó mà. Rồi. Thì anh không nghĩ bò giấu gì hết. Và nên sẵn tiện này anh cũng thấy có những cái lập luận là những cái quảng cáo kiểu như thế này sẽ làm cho người xem nhìn vô và nghĩ là họ cầm con iPhone họ quay cũng được như giống như vậy. Thì anh không nghĩ đó là một cái lập luận hay, bởi vì nếu mà theo cái đích nhắm của Apple mà anh phỏng đoán tức là gì, một ekip chuyên nghiệp thì thường làm ra những sản phẩm chuyên nghiệp. Người ta nói rằng một ekip chuyên nghiệp có thể xài iPhone làm ra một sản phẩm chuyên nghiệp, tức là nếu anh là một người bình thường anh cầm iPhone anh cũng sẽ quay ra được một cái video video clip bình thường và đạt chất lượng. Nó phải có một cái sự tương quan. Đúng. Người chuyên nghiệp làm ra nội dung chuyên nghiệp, người bán chuyên nghiệp như mình thì sẽ làm ra nội dung bán chuyên nghiệp, video bán chuyên nghiệp. Tức là anh là một người bán chuyên nghiệp thì anh cầm iPhone anh có thể làm ra một cái video bán chuyên nghiệp ở cái mức chất lượng mà anh chấp nhận ở cái mức level bán chuyên nghiệp của anh. Anh là một người bình thường, anh đi quay du lịch, anh đi chơi, anh cầm lên anh quay thôi, thì anh cầm một con iPhone 15 Pro Max anh cũng sẽ quay ra được một cái video chất lượng xứng đáng với lại cái khả năng của mình. Thì cái luận điểm mà kiểu như là Apple quảng cáo gì dễ làm cho người dùng cái lấp liếm hay gì đó, để là nó đã xuất phát từ lúc mà làm cái Scary Fast rồi, tức là kêu là ok một cái clip công bố event, công bố sản phẩm rất là lớn như vậy, quay bằng đèn hoành tráng như vậy chứ mới được ra như vậy, thì sẽ làm cho những người bình thường nghĩ ok ta cầm điện thoại ta cũng sẽ quay được như vậy. Thì anh nghĩ không phải là người ta sẽ bị hiểu lầm gì đó đâu. Anh nghĩ là một người suy nghĩ đơn giản thì mình cũng thấy ra được là họ là một cái chuyên nghiệp và cuộc hoàn toàn cũng không có giấu gì của chuyện behind the scene là có một đống máy móc như nãy mình nói đó, mình soi được đèn, mình soi được các thứ luôn. Và nói cái câu đó là kiểu như là iPhone phải có một cái đống đó thì quay mới đẹp, thì anh cũng không nghĩ gì luôn. Có rất nhiều cái video quay bằng iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, và bởi những cái cá nhân quay thôi, có thể một hai người, team một hai người, ba người gì đó quay rất đẹp, nó cũng không phải là quá cầu kỳ. Anh nghĩ là khi mà nó cần một cái ekip lớn vậy, thí dụ như Scary Fast đi, nó là một cái sự kiện rất là nghiêm túc, nó phải quay rất là nghiêm túc. Đúng. Và người ta đang trong cái team nha, cái team của Scary Fast lúc đó quay ấy là như là Halloween. Halloween thì là như mình nói là phải thông tối. Thì anh nói thẳng với em là hầu như là tất cả các thứ máy ảnh, máy quay, máy ghi hình gì á, ít hay nhiều cũng phải sợ quay tối, đúng không? Đúng. Thí dụ như những cái máy mà được gọi là kiểu trùm chụp tối hay trùm quay tối gì đi, như hồi xưa là giờ là A7S, Sony hay các kiểu gì đó, thì quay về đâu phải lấy cái nội dung nó về là xài là được liền đâu.
thí dụ là xài ISO 6400 hay là tăng lên, họ cũng phải bước qua một cái bước khử noise, tức là ở cái mức noise chấp nhận được chứ không phải là sạch sạch tưng. Yeah. À, thì cái chuyện mà về một cái điện thoại quay ở một cái điều kiện yêu cầu như vậy thì nó cần phải có ekip. Tất nhiên máy ảnh thì ekip nó sẽ, máy ảnh máy quay thì ekip nó sẽ đơn giản hơn điện thoại một, đỡ cực hơn, đúng. Thì bởi vì nó là thiết bị chuyên dụng, còn cái điện thoại là một cái thứ không phải chuyên dụng cho quay phim. Nhưng mà Apple muốn nói cho mọi người thấy là khả năng của tao đặt vô cái đó có thể được. Bởi vì có một số bạn anh lại cũng nói là ekip như vậy, khi mà đặt một cái điện thoại khác vô thì nó cũng như vậy. Anh xin tuyên bố là không thể như vậy 100% được. Bởi vì thật ra cái phần đó để dành đi, em với anh sẽ nói cái câu chuyện đó sau, tại vì anh với em cùng hiểu nguyên nhân cái câu trả lời đó như thế nào. Okay. Bây giờ rồi tiếp theo cái phần đó, em với anh cùng xài iPhone, chúng ta cùng đều xài 15 Pro Max, cũng là người xài iPhone rất là lâu. Thì bây giờ đối với iPhone 15 Pro Max, để áp dụng cho cái câu chuyện vào trong MV của Tờ Linh thôi nha, hoặc là một vài MV khác, nếu nghĩ tới thì anh cảm thấy nó bị thiếu ở cái phần tiêu cự. Thật sự là thiếu phần tiêu cự là một điều rất là rõ. Bởi vì thường, bởi vì anh thấy đa số là tiêu cự nó sẽ nằm để mà mọi người quay ấy, mà MV rồi thứ tiêu cự sẽ thường là 28 hoặc là ứng lên trên cái hệ full frame nha, tức là 28 35. Thường thường là 28 35 gì đó là những cái anh thấy thường xuyên hay có những cái tiêu cự đó. Thì rõ ràng hai tiêu cự đó là Apple không có. Nó chỉ có là zoom số lên thôi. Tất nhiên zoom số lên nó sẽ có số hạn chế. Nếu mà đối với những người như mình quay vui vẻ hoặc là quay vừa phải, mình không yêu cầu cao á, thì chuyện mình zoom số lên là bình thường. Anh thấy giống như kiểu mình thì đôi khi mình quan tâm chuyện zoom số hay zoom quang, rồi zoom số nó không có chất lượng hay mà các kiểu á, thì là mình là do mình bị kiểu lậm công nghệ đi. Đúng, bị tâm lý bên trong của đúng, mình thôi. Đúng, bị lậm công nghệ đi. Chứ mấy bạn nữ, anh thấy mấy bạn nữ hoặc những người bình thường, người ta chụp hình khi ta cần người ta cứ zoom lên thôi. Thậm chí em biết có một số bạn, ví dụ như là họ thích cái vibe mà nó hơi noise và nó hơi rung nhè nhè một xíu á, thì mấy bạn vẫn quay xong đứng một chỗ quay lên zoom 3x 4x, không lên 5x nha. iPhone xài iPhone 15 Pro Max luôn, nhưng không lên 5x để cho nó hơi rung, cho nó hơi nhè, tạo ra những hiệu ứng rất là hay. Thì đó là cũng là một cái cách sáng tạo tùy theo cái gu của mỗi người. Câu chuyện là cái điện thoại iPhone, Samsung hay là máy ảnh Sony, Nikon, Fuji hay là máy quay Sony Ari hay các kiểu, nó là công cụ. Khi mà mình là người được tự chọn về công cụ thì mình luôn chọn cái tốt nhất cho mình, đúng không? Ví dụ như mấy ekip quay MV hay là quay phim có chi phí tốt thì họ luôn lựa cái máy tốt nhất trong khả năng của họ. Còn những cái ekip mà họ muốn tiết kiệm thì họ phải đánh đổi, họ sẽ sử dụng cái nào phù hợp cho mình. Quan trọng là mình chọn cái phù hợp cho mình. Rồi còn cái chuyện sử dụng cái mình đang có nữa thì cũng là phải phù hợp với nhu cầu của mình. Anh thấy rất là nhiều bạn nữ nhờ người ta chụp giùm nhưng mà chụp bằng camera trước, bởi vì họ cần nhìn thấy những cái gì họ đang chụp. Đúng. Thì Samsung thì có thể giải quyết được cái đó với những cái điện thoại gập. Nhưng mà iPhone thì anh vẫn luôn hay thấy những cái tình trạng chụp như vậy, một người cầm rất là xa như vậy. Là bạn nam chụp rất là xa, cho nên chúng ta mới có những cái bài là hướng dẫn anh em chụp cho vợ và người yêu làm sao cho đẹp. Đúng. Thì tất cả cái điểm cuối cùng là phục vụ cho cái mục đích của mình. Đôi khi đối với những người khác, họ thấy cái cách mình sử dụng nó kỳ. Nhưng mà đối với mình phục vụ cho việc của mình được thì ok. Giống như có những người cầm iPad lên chụp, nhưng mà những vị phụ huynh lớn thì có người nói cầm, có những người phát biểu trên mạng xã hội thì kêu là cầm iPad thì chụp thì rất là kỳ. Nhưng mà đối với họ chụp được là được rồi. Thực ra con iPad Pro bây giờ camera ngang ngửa iPhone 11 Pro hay là 12 Pro là câu chuyện hết sức bình thường, vẫn rất là đẹp. Không, anh cũng chưa nói đến chuyện là chất lượng cứng. Người ta chụp, người ta cần chụp. Thì tất nhiên là mỗi người sẽ có nhu cầu khác nhau. Giống như người ta nói là tại sao Apple hay là ekip Tờ Linh các kiểu phải làm một cái MV bằng điện thoại.
phía tờ link thì ok là được Apple hỗ trợ, còn phía Apple họ muốn show đó là mục đích của họ và họ làm thành công cái mục đích của họ thì đó là đạt được mục đích rồi. Tạm bỏ qua cái câu chuyện tiêu cự, chúng ta sẽ tới với bối cảnh này. Trong MV này thì đương nhiên là không thể thiếu Toàn Trung Cận, tất cả mọi thứ, thậm chí kể cả close up cũng có luôn. Đúng. Có góc dưới, góc ngang theo dưới, góc trung bình thân người, góc từ trên cao hạ xuống, góc từ dưới nước đổ lên, góc flycam, flycam, tất cả mọi thứ đều xuất hiện đầy đủ. Cái flycam đó iPhone luôn hả ta? Anh nghĩ là sẽ là gắn iPhone lên, nhưng mà trong behind the scene không không có, và mọi người cũng không ấy, là mình chỉ có ekip biết thôi. Nhưng mà mình cứ nghĩ là iPhone. Đó chỉ là cái em đang thắc mắc. Thật ra là cái chuyện cái shot quay đó nó quá ngắn. Nó ngắn, không có khó. Anh nghĩ là mình có thể treo một con iPhone lên một cái con máy bay, đó là chuyện rất bình thường. Thì chúng ta vẫn thấy được những cái MV mà quay con quả một con Z7 hay là con Z6 hay là A7S gắn lên đó là một cái chuyện bình thường. Tại vì cái shot quay nó ngắn và nó cũng không cần điều khiển gì nhiều. Tại anh thấy góc nó là cái góc chỉ có điều khiển máy bay thôi chứ không gì góc máy. Không van, không tiêu, không gì hết. Đúng, chỉ thẳng thì mình có thể bấm iPhone ở đây quay trước, mình lên trên đó bấm quay, quay xong về xong cắt thôi. Cho nên anh nghĩ là chuyện mà thực hiện cái shot quay bằng flycam với iPhone nó hoàn toàn khả thi. Cũng không các rồi, ekip cũng không có lắp liếm là lấy máy khác gì đâu. Dạ, thấy nó cũng được. Với lại chúng ta cũng thấy những cú handheld rồi parallax 180 độ vẫn có, thì anh nghĩ là những cái góc máy như vậy nó đủ, nó có phải là show off không, hay là trong một cái MV người ta cần những cái góc máy như vậy đối với một cái sản phẩm bình thường không chỉ là iPhone. Như anh nói hồi nãy là cách mình sử dụng về mặt hình ảnh luôn luôn phải phục vụ cho cách mình kể chuyện. Thì nếu mà mình có lý do để mình thực hiện một cái cú máy nào đó thì nó và mình thấy nó hợp lý thì mình sẽ làm thôi. Và cái chuyện mà người ta đón nhận cái cú đó, người ta thấy nó phô trương quá, nó không cần thiết thì đó là mình không thành công. Còn nếu mà mình thấy người ta không nói gì, hoặc là người ta còn tán thưởng nữa, thì đó là điều cần thiết. Giống như ngày xưa anh có lần anh làm một cái clip bài tập cho thầy, thì lúc đó là team của anh làm một cái cảnh quay, một cái máy quay nó sẽ nằm trên một cái thanh slider rồi ngược lại, và cái nhân vật sẽ tiến tới và cái camera lùi theo để theo. Thì cái ý tưởng ban đầu của tụi anh thì chỉ là follow theo cái cử động của cái nhân vật thôi, nhưng mà tình cờ hoặc là có thể là một sau đó thì cái bóng của cái đèn đánh xuống với cái đèn đánh xuống đánh bóng đánh thì cái bóng đó nó cũng tiến theo bên cái phía tường, thì được thầy nó đã đều cái shot rất là hay. Thì đôi khi đó là hữu ý, đôi khi nó là vô tình, nhưng mà nếu mà được người xem chấp nhận, đầu tiên là chấp nhận tức là mình không làm gì sai, người khen tán dương tức là mình làm tốt. Thì cái chuyện mà mình có dùng các cái 360 hay cái gì đó, nó là phải đầu tiên là mình thấy của mình trước, sau đó là người ta tán thưởng. Giống như kiểu như là có một shot quay rất là nổi tiếng của Michael Bay, nhưng mà nói 360 đi, Michael Bay có một cú quay từ dưới lên và xoay 360 độ rất là thường xuyên, gần như phim nào của Michael Bay cũng có, Transformer hay là Battleship hay gì đó, rất là nhiều phim đều có cảnh đó. Thì nó làm thành một cái signature, một cái độc quyền của ông. Và cái đó là một cái kiểu để thể hiện nhân vật đó là anh hùng một bộ phim, thì nó phục vụ được cho câu chuyện lúc đó, đây là anh hùng, thì người ta không thấy nó lố, và người ta thấy nó là một cái đặc trưng của Michael Bay. Dù có thể là những cái khác Michael Bay mọi người không thích, nhưng mà riêng cái đó thì người ta thấy ok. Sẵn đang nói tới cái vụ nãy em nói handheld thì rõ ràng là chúng ta xem sẽ thấy rất là nhiều cảnh handheld, kể cả những cảnh hành động, chế độ action mode, một cái chế độ mà dường như là chúng ta, những người dùng bình thường, anh với em thì chúng ta không nói, nhưng mà những người dùng bình thường người ta hay bỏ quên. Thậm chí là ví dụ như những cảnh rượt theo con cái hay là này nọ thì chúng ta cũng chỉ bật video lên quay thôi, không bấm chọn cái action mode. Thì Apple sử dụng cái action mode giảm cái chất lượng video xuống 2.8K. Thì cách mà họ handheld như vậy, một lần nữa em có thể hỏi anh là
iPhone là một trong những cái chiếc điện thoại chống rung tốt nhất trên thế giới. Và tới bây giờ em dám khẳng định luôn iPhone 15 nó là con điện thoại chống rung tốt nhất thế giới. Thì một lần nữa là Apple vẫn khẳng định điều đó, hay là chỉ đơn giản họ ứng dụng vào để làm ra một cái MV bình thường thôi? Tại vì những cái cảnh đó gimbal vẫn được. Do một phần là mình không biết hết được là quá trình người ta xài thì người ta xài như thế nào. Anh vẫn thấy là có những cảnh họ sử dụng các thiết bị, ví dụ như kiểu cái xe kéo, xe kéo, xe đẩy, rickshaw, để cái máy lên trên đó và thực hiện thao tác. Tại, và vẫn có thấy, vẫn có thấy những cái cảnh mà xài gimbal. Em hỏi cái đó tại vì đó đúng, tại vì có những cảnh chúng ta nhìn thấy con Ronin 2. Thật ra là nếu mà theo một cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực thiếu thì có thể mình nghĩ là à, những cái cảnh này trên Behind tao show off cái tính năng action mode thì tao sẽ quay bằng handheld, nhưng mà những cảnh khác tao quay bằng gimbal. Rồi đó là cái tiêu cực. Tích cực thì em vẫn có niềm tin. Ok, tích cực thì thật sự là chống rung tốt thiệt. Chống rung có thể nói là xài được. Thật ra tính năng action mode đó là nó sẽ có một số cái bất lợi. Đầu tiên như nếu nói nãy là 2.8K. Cái thứ hai nữa là nó sẽ chuyển qua sử dụng ống siêu rộng. Và nó crop lại cho nó gần giống như lại với lại cái góc 1x bình thường. Thì cái góc đó ở những cái điều kiện thiếu sáng thì tất nhiên nó sẽ rất không tốt. Tất nhiên là cái ekip này nó có sáng chứ không phải thiếu sáng. Nên họ có thể tự tin và sử dụng cái họ dư sáng. Họ dư sáng đi chẳng hạn. Tại vì như anh có nói em á, nếu mà mình thật khó nhìn lắm, anh phải đào cái MV cái clip Behind the Scene về xong anh kéo sáng lên. Anh mới thấy được là họ có dùng filter. Họ có dùng một cái filter cho cái ống kính của iPhone. Và mặt khi mà quay ra mặt trước á thì anh mới thấy là nó rất đen, thì anh nghĩ đó là một cái filter ND để họ giảm sáng. Để nó phù hợp với lại cái ý đồ của họ. Thì cảnh mà thấy rõ nhất về cái chuyện action mode á là cái cảnh mà rượt đuổi. Không rượt đuổi mà cái cảnh mà tờ Linh chạy rất là nhanh, rất là hối hả để theo kịp với người theo bạn kịp trai. Mà người bạn trai đó. Thì cảnh đó là xài action mode. Thì cảnh đó nếu mà xài gimbal thì nó sẽ giúp cho chúng ta có dẫn độ phân giải 4K. Nhưng mà xài action mode thì mình coi trong cái MV ấy, thì nó cũng không khác gì với những cái clip, những cái đoạn khác mà xài chế độ bình thường. Nó cũng mình không khó nhận ra. Nên tất nhiên là cái này nó có thể là có phần là phục vụ do cái chuyện show cái khả năng. Thì rất là bình thường, bây giờ cái MV này có hỗ trợ với Apple mà cũng đâu có giấu giếm gì đâu. Thì chuyện mình có thể nói là show khả năng ra cũng được. Tức là anh nói là cái hiệu ứng nó nếu mà mọi người thấy nó bình thường, không có gì mà thấy nó kỳ hết thì không sao hết. Tức là chất lượng nó vẫn ok đúng không? Đúng. So với lại nguyên mặt hàng chung của clip thì nó vẫn tương đương. Thì mình vẫn là miễn sao cái kết quả nó nói thì cái chuyện mà nó làm hơi cầu kỳ quá hay là hơi đơn giản quá nó cũng không quan trọng. Vậy thì chúng ta tiếp tới ngoài action mode đi, một cái gần hơn, thân thuộc hơn mà mình sử dụng rất là nhiều hàng ngày. Tinh tế mình cũng sử dụng để quay video, những cái video bình thường của mình, cinematic. Thì đây là năm thứ 3 mà cinematic mode xuất hiện trên iPhone rồi. Nó rõ ràng là trong MV của tôi Linh có những cảnh cinematic mode đó, và họ dùng, em nhớ là chỉ có hai cảnh là lúc nói chuyện với người bạn quay mặt trước quay mặt sau, chọn điểm lấy nét quay mặt trước quay sau, và cái cảnh trong gương, đúng hai cảnh đó em cảm nhận được có cinematic mode. Thì trong MV hậu trường họ cũng show hai cái cảnh đó lên, thì anh thấy là cinematic mode nó đã ổn định với iPhone ở thời điểm này chưa? Đối với em là rất là ổn định rồi. Quay trước quay sau, chọn điểm lấy nét, các mọi thứ nó đều hoạt động rất là mượt mà chân chu. Như anh nói là nó sẽ ở một cái mức độ nào đó cinematic với những người dùng bình thường như mình thì mình sẽ ok. Đúng không? Mình ok với điều đó, mình ok với chuyện là nó sẽ có một chút lem, một chút hơi ảo ở cái phần đó nếu mà chúng ta chọn cái khẩu độ không chính xác, độ giả lập không chính xác hay là không có vừa mắt. Nhưng mà trong khuôn khổ cái MV này thì họ chọn hai phân cảnh đó, thì bởi vì họ nghĩ hai phân cảnh đó nó phục vụ được, họ sử dụng cái đó nó sẽ phục vụ được cho cái cách họ kể chuyện. Họ
diễn tả cái chuyện khi mà nói chuyện với người bạn á, thì họ chuyển nét qua lại vì thể hiện được cái chuyện là tờ Linh rất là gấp. Lúc đó tờ Linh bỏ qua luôn cái chuyện là đã hẹn với bạn đi coi phim luôn rồi. Đúng. À, thì có nghĩa là chuyển qua chuyển lại để có cảm giác như cái câu chuyện nó bị đứt quãng đối với anh. Có nghĩa là một người nói, một người... Đúng rồi, một người chỉ muốn rời khỏi cái khung hình đó qua thôi. Qua lại thôi. Còn cái cảnh thứ hai là cảnh gương á, thì cái cảnh gương nó mang tính hiệu ứng nhiều. Bởi vì cảnh gương là đầu tiên là chúng ta sẽ thấy tờ Linh trong gương trước hay sao anh quên rồi. Đúng là rồi, là trong gương trước. Xong rồi khi mà quay ngang qua thì để thấy có một người ở đằng cái nước đen nó chảy xuống. Thì là quay mặt qua thì lấy nét đây. Thì mình dùng cái cinematic thì nó cũng diễn tả được điều đó. Bởi vì họ, nếu mà anh nói là hai câu chuyện tích cực và tiêu cực ha, nếu mình nghĩ tích cực thì bình thường là cái nét, cái dùng nét của cái chế độ bình thường quay á, nó sẽ rất là sâu, nên khó để thực hiện được cái tính năng mà cái câu chuyện là chuyển nét được rõ ràng. Thì họ dùng cinematic thì thấy rõ ràng hơn. Còn nếu mà tiêu cực là họ show off cái tính năng cho mọi người thấy là tao có cinematic mode, nhưng mà anh vẫn thấy là cinematic mode các hãng khác cũng có rồi. Đúng. Nhưng mà nếu mà nói hiện giờ ở chất lượng ok thì Apple vẫn là dẫn đầu, bởi họ đi trước 4K 30 và có cả, hình như mới nhớ có ProRes không, nhưng mà đại khái 4K 30 frame. Và hình như có HDR không nhớ nữa. Cái mà nếu mà anh nghĩ là nếu mà bản thân những cái người khi mà ekip làm á, khi mà bị bắt buộc làm cái cinematic mode đi, bị bắt phải có cái cảnh đó đi, họ sẽ mong là cinematic mode có lock luôn, có ProRes lock giống như cái kia. Và anh nghĩ trong tương lai có thể hai đời nữa, hai đời nữa đi. Sao hai đời nữa sẽ có iPhone 16. Anh nghĩ nó khó tại vì bản thân cái cinematic mode là một cái thứ bị xử lý rất là nhiều. Anh còn không biết nó có khả năng không, thì anh vẫn mong là nó có, thì anh cho hai đời đi cho nó rộng rãi. Bây giờ quay trở lại với một trong những cái thứ đầu tiên mà chúng ta đã ngồi trao đổi với nhau, Full HD. Anh nghĩ là một công ty như Apple up một cái MV của một người nghệ sĩ lên ở độ phân giải Full HD, nó có hơi bất thường không? Không. Ừ. Anh nghĩ là thật ra là nếu mà xét mặt bằng chung thì số lượng MV được up lên trên mạng với cái chất lượng Full HD không phải là ít ở thời điểm bây giờ. Tất nhiên là người ta cũng đang bắt đầu nghiêng qua 4K nhiều rồi. Anh giả dụ như cái New Gen ETA là cũng Full HD thôi. Cái Olivia Rodrigo thì là 4K. Thì tất nhiên là anh vẫn mong mình có một cái bản 4K. Anh không biết là ekip đã hậu kỳ ở cái độ phân giải nào. Thì anh vẫn hy vọng là sẽ có một cái bản 4K nào đó chẳng hạn. Có thể là up sao hay là sau đó, hoặc là nó có trên Apple Music, tại vì anh thấy video nó cũng có trên Apple Music nha. Thì hiện giờ lúc anh coi trên Apple Music thì nó cũng không có nét lắm, nhưng mà anh vẫn hy vọng lỡ có cái bản nào chất lượng cao hơn không. Mà cái chuyện mà Full HD á, thì nó sẽ ảnh hưởng là bởi vì sao? Mình không có cái file master Full HD mà họ bút lên. Cái file đó sẽ chất lượng hơn rất nhiều so với file YouTube. Thì khi mà mình up, anh em chơi YouTube thì anh em cũng biết là khi mà up YouTube là YouTube nó nén lại. Nó nén là khá nhiều. Đến nỗi nha. Có một số người họ chỉ quay Full HD, họ có chỉ một cái mẹo là anh quay video bằng Full HD, dựng cũng Full HD, nhưng mà anh lúc anh xuất ra anh upscale lên 4K. Xong rồi anh up lên để cho YouTube khi mà nó nén lại á, thì nó sẽ đại khái là họ đó là một cái trick. Thì khi mà nó nén á, thì khi mà mình ở cái độ phân giải Full HD á, nó nén với một cái bitrate cao hơn nếu em chỉ up file Full HD. Thế là họ chấp nhận upscale và có cái 4K giả, nhưng mà Full HD của họ nó nét hơn. Họ có những cái trick như vậy luôn. Thì việc mà coi qua YouTube nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến cái chất lượng của MV này. Thì thật ra là MV nó sẽ không có được độ nét mà mình quen coi khi mình coi những cái clip 4K thôi. Hiểu. Chứ anh nhìn vô cái video á thì mọi thứ nó cũng rất là ok. Tất nhiên là do cái thuật tán nén nên những cái vùng tối, những cái mảng màu nó cũng có những chỗ nó bị vỡ, nhưng mà nó là giới hạn của YouTube rồi. Đó không phải là lý do tại sao những người làm chuyên nghiệp họ showreel, họ up trên Vimeo chứ. Họ up trên YouTube là Sẵn đang nói về độ nét thì
anh với em cũng thấy là cái MV này nó có rất là nhiều người kêu là không nét, nhưng mà khi mà chúng ta so sánh với lại MV của New Jeans, mặc dù là cái MV của New Jeans nó sáng hơn, cái MV của tờ lên nó tối hơn, nhưng mà ở những cái phần viền, chủ thể, con người các thứ thì chúng ta vẫn thấy được là một cái độ nét ở trong cái MV của tờ lên, thay vì một cái độ nét có phần gì đó nó hơi gai góc của New Jeans. So với ví dụ 4K của Olivia thì rõ ràng MV tờ lên và Olivia, mặc dù hai độ phân giải khác nhau, nhưng mà chúng ta khi mà giảm của Olivia xuống HD thì chúng ta thấy được cái sự tương đồng, thay vì so với lại một MV của New Jeans. Nếu mà so MV của Tờ Linh với lại Olivia thì một, cùng Full HD, đúng rồi, cái mức độ vùng sáng vùng tối của cái tương phản của cái MV Tờ Linh nó cao hơn nhiều. Đôi khi những cái đường nét, những cái góc, những cái đường mà có gọi là rìa để nét không có rõ, thì so với Olivia thì mình sẽ chắc chắn nhìn không rõ, không nét bằng. Đúng rồi. Và một phần nữa là Olivia nó 4K, còn Tờ Linh là Full HD thôi. Nhưng mà nếu mà giảm xuống Full HD thì nó cũng xem, nhưng mà rõ ràng là Olivia nó vẫn phải nét hơn, tại vì nó sáng. Nó sáng thì nó sẽ rõ những cái cạnh. Còn cái này thì nó không có làm rõ cái phần những cái góc cạnh nhiều. Và anh cũng thấy là MV của Tờ Linh nó không nét như anh mong đợi. Một phần nào đó, nói chung là mình không được rõ gì cái phần hậu kỳ, nhưng mà là vậy. Nếu mà hy vọng thì vẫn là hy vọng nó nét hơn. Vậy thì phải ngồi đợi coi cái bản 4K nếu chúng ta có cơ hội. Còn nếu mà so với lại cái MV của New Jeans á, MV New Jeans nó là câu chuyện chung của hầu như tất cả những cái clip quay bằng điện thoại trước iPhone 15 Pro. Đó là không, nó tức là gì, sau một cái quy trình đi ha, là khi mà mình quay một cái gì đó thì tức là ánh sáng nó đi vào trong sensor, nó cảm nhận cái ánh sáng đó, nó chuyển nó thành tín hiệu, và sau đó tín hiệu đó nó sẽ được đi qua bộ xử lý hình ảnh, nó xử lý và nó nén lại và nó trở thành file video nếu chúng ta không quay được RAW. Hiểu. Nó giống như mình chụp JPEG thôi. Yeah. Thì khi mà đi qua bộ xử lý đó thì nó đã có thêm gia vị, mình có thể gọi là thêm gia vị đi, tức là nó sẽ chọn một cái mức saturation, một mức tỏa hòa màu, một cái mức tương phản nào đó, rồi tăng sharpen, tăng độ nét lên, giảm noi, đó các hiệu xử lý, các hiệu đó nó gần giống như là hình ảnh của cái video đó khi mà được ghi vô máy, những cái máy trước iPhone 15 Pro, gần như nó là một cái món ăn mà nó đã được nêm nếm rồi. Giống như mình đi nấu ăn, mình lỡ nêm rồi, mặn rồi á, thì mình cũng khó để mà chỉnh lại. Cái là lạc quá thì mình có thể thêm, nhưng mà mặn quá, bị quá đi, thì nó sẽ khó mà đi trở ngược lại để hết mặn, kiểu vậy. Thì khi mà tăng sáp bình quá rồi thì mình trả ngược lại á, nó rất là khó. Hoặc là giống như kiểu saturation nó bị tăng no quá rồi, nhưng mà mình giảm bớt á, thì nó sẽ không có đường để mình lùi được một cách thoải mái nữa. Đó là giống như nếu mà anh em nào mà tập quay phim cách đây khoảng 10 mấy năm với những con như là 5D2 hay là 7D, 5D3 thì cũng quen thuộc với cái chuyện là vô picture style rồi chọn giảm hết saturation xuống, giảm sharpening xuống, giảm contrast xuống, hay là cái kiểu để cho cái file nó bớt bị can thiệp bởi cái bộ xử lý hình ảnh. Rồi khi mình về mình hậu kỳ mình mới bắt đầu mình cho lại saturation, mình cho lại contrast, mình cho lại cái nét sau cũng được. Tức là lúc đó mình sẽ được tự tay gia giảm những cái gì theo ý muốn của mình. Thì tất cả những người làm mà có ý muốn kiểm soát cái hình ảnh của mình đều muốn tự tay mình kiểm soát, chứ không muốn bị can thiệp bởi một cái thứ mà mình không kiểm soát được. Đó. Thì đến iPhone 15 Pro chúng ta có quay Apple Lock. Apple Lock nó lại, tất nhiên là nó sẽ khác cái chuyện mà mình giảm saturation, nhưng mà nó cũng cho một cái kết quả tương tự, tức là chúng ta sẽ có một cái hình ảnh được ghi vô máy không có saturation, không có bảo hòa màu, không có contrast, không được nét, gần như là bấm quay xong là chưa xài được liền. Nhưng mà tất nhiên tùy đúng theo rồi. Khả năng của mọi người, họ sẽ nấu nướng, họ sẽ làm lại cái từ mà mọi người hay gọi là đổ màu, các thứ blend màu gì đó,
mình làm lại và đúng cái ý muốn của mình. Ai thích tông nóng thì mình phải làm nóng, ai thích tông lạnh thì làm lạnh, ai thích tông pastel kiểu nhợt nhợt, shadow cao để thấy nó flat kiểu Hàn Quốc không Nhật Bản á thì cũng có thể làm được. Mà ai muốn tông kiểu rất là đậm contrast giống như cái MV Tờ Linh thì cũng làm được. Đó, nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ hơn là cái phải. Và cái điển hình của 14 và những cái đó là cái sắc bệnh là rất khó để xử lý. Đúng. Thêm một cái nữa là chúng ta thấy sự xuất hiện của cái ổ SSD. Vậy thì năm nay Apple cho quay ra ngoài SSD nó có cái lợi gì không? Anh cảm thấy là nó vui vẻ với câu chuyện đó không? Lợi chứ. Chuyện đầu tiên, bỏ qua hết mấy vấn đề cho phép hay không cho phép, rồi app này app kia thì anh mua iPhone 256 thôi. Hợp lý. Thì khi nào mà anh kiểu cái chuyện mà anh quay phim mà cường độ kinh khủng đối với người bình thường á, chắc lâu lâu mới có, thì khi nào cần đó anh lấy ổ ra anh xài, hoặc là anh mượn của người ta. Còn khi bình thường thì thấy anh thì lúc đó mình thấy đối với người bình thường là không cần thiết phải mua một cái dung lượng quá cao. Nhưng mà nếu mà có là iPhone 1T đi, nhưng mà nếu đối với những người mà có yêu cầu cao, thí dụ như là trong đoàn phim này đi, thì họ cần phải SSD, bởi vì file RAW nó rất là nặng. Nếu mà 4K 30 hay chưa nói 4K 60, 1T nhiều khi nó cũng mau hết á. Nếu mà họ quay đi quay lại nhiều lần, tất nhiên là những người họ quay họ không xóa như mình quay mình thấy ổn mình không xóa, họ giữ lại hết. Và thêm một cái lợi nữa là các cái máy quay á, họ cần phải backup dữ liệu, lỡ cái trường hợp cái máy nó bị gì thì họ không bị mất. Thì cái chuyện có SSD thì diện backup dữ liệu nó sẽ đơn giản hơn. Em cứ tưởng tượng thì ví dụ như là quay tới đó xong cái shot này, xong một cái bối cảnh này, thì mình rút SSD ra mình đưa cho cái người quản lý data, họ sẽ cóp. Nó dễ hơn là đưa nguyên cái iPhone. Đôi khi là như mình đi, mình để iPhone mình kẹp vô cái kẹp iPhone, xong rồi mình gắn lên tripod thôi, mình lấy ra nó vô mình cũng đôi khi mình cũng thấy khó chịu rồi. Nhưng mà trong khi á, là những cái con iPhone trong cái đoàn phim mà mình thấy trong hậu trường á, nó được gắn vô cái khung kim loại. Nó gắn vô những cái setup ví dụ như là Ronin 2 hay là gắn trên tripod các kiểu. Rất là nhiều khung bảo vệ để chống nước này nọ nữa. Đúng, thì khi mà người ta có thể rút cái SSD ra người ta cóp, nó cũng nhanh hơn, nó cũng dễ. Và việc cóp SSD nó cũng tiện hơn là việc cắm iPhone vô. Dù là hiện nay là cái việc cắm iPhone vô và cóp dữ liệu phi video và hình ảnh á với Mac á, nó cũng đã dễ hơn, tại do cái cổng nó là 3.0 đúng không? 3.1. À, như 3.1. 3.2 vậy đó anh quên rồi. Nó 10 gig lận nên nó chép cũng nhanh rồi. Nhưng mà nó vẫn không nhanh bằng chuyện mà rất là dễ mà gần như ai cũng làm được, là cắm một SSD vô, copy file, Ctrl C, Command C qua cái phần kia Command V. Nó vẫn dễ hơn. Thì đôi khi người ta chấp nhận thêm một cái sự lộng cộng. Nhưng mà thật ra là do cái setup của đó nó cũng nhiều rồi, nó gắn thêm cái SSD nó không có vấn đề. Nhưng mà khi mà những cái thao tác kia nó làm nhanh hơn. Ok. Còn nếu như anh á, bình thường anh không gắn SSD đâu, quá mất thời gian. Bỏ cái câu chuyện SSD qua một bên, bây giờ quay lại trở về phần app này anh có nhắc tới, thì chúng ta đều nhìn thấy là trong cái MV hậu trường có rất là nhiều phân cảnh họ sử dụng Blackmagic để quay. Đối với anh thì anh đánh giá sao về cái app Blackmagic này ở trên cái iPhone? Thật ra là chính cái app Blackmagic này biến iPhone 15 Pro, Pro Max thành một cái công cụ quay phim nó chuyên nghiệp hơn. Nó cho mình rất nhiều thứ mà app camera mặc định không có. Từ đơn giản đó là được quyền chỉnh tốc. Nếu anh em nào mà quay video nhiều thì luôn cố gắng sẽ chỉnh tóc của mình gấp đôi khung hình. Mọi người luôn có một cái gọi là mặc định, là cứ kêu là gấp đôi thôi. Mọi người không hiểu gấp đôi là gì, bởi vì nó phục vụ cho cái luật, đó là cái luật 180 độ. Thì trên cái app Blackmagic á, nếu mà mình không có tùy chỉnh gì thì ban đầu mình sẽ thấy là không có shutter speed mà là shutter angle. Thì mọi người này nếu mà không biết thì sẽ thấy giờ chọn bao nhiêu, tự nhiên nó cho những cái tùy chọn rất là mắc cười, 90 độ, 180 độ. Thì mình sẽ chọn 180 độ. Nó sẽ
quen thuộc với những người mà sử dụng mấy thiết bị quay phim nhiều hơn, đó là angle. Tất nhiên anh nào quen với lại máy ảnh thì có thể chỉnh nó lại thành phần phần dây như bình thường cũng được. À, thì có shutter angle để 120, đó là cái điều rất quan trọng. Khi mà để ở đúng cái rule 180 độ á, thì những cái chuyển động của mình nó sẽ mượt mà hơn. Còn thêm cái nữa là cân bằng trắng. Không những là cân bằng trắng mà nó cũng tương đương như là máy ảnh nó cho mình chỉnh luôn cả tin luôn, tức là magenta hay là green luôn. Green, nó cho mình chỉnh được cân bằng trắng rất là rõ. Khẩu độ thì tất nhiên là giới hạn phần cứng, là mình ta chỉ có một khẩu độ thôi. Rồi ngoài ra là Blackmagic nó còn cho phép mình quay log nhưng mà ở định dạng mã hóa là H265 thôi. Chứ không nhất thiết phải xài ProRes RAW. ProRes thì chính vì cái app đó nó bắt mình dùng ProRes, cái app mặc định nó bắt dùng ProRes mới có log, nó mới sinh ra cái chuyện là nếu mà quay 4K60 nó sẽ rất là nặng và cần SSD, và SSD tốc độ nó cũng, cái bộ nhớ ngoài nó cũng phải có tốc độ đủ. Còn khi mà mình cái app camera nó cho mình cái điều này thì anh quay với H265 dung lượng rất nhẹ, nhẹ như anh quay file 4K bình thường trên app mặc định, anh không cần SSD, với một cái dung lượng iPhone 256 là quá đủ để phục vụ nhu cầu bình thường. Khi nào cần gì đó nó ghê hơn thì lúc đó mới cắm SSD thôi, bình thường. Và anh cũng có coi và cũng có tự so lẫn coi trên mạng, thì người ta so ra là cái mức độ chênh lệch của file quay log của Blackmagic mà dùng 265 hay là ProRes nó có sự chênh lệch nhưng mà rất khó để nhận ra. Và anh nghĩ với mức độ yêu cầu bình thường của anh thôi thì anh bỏ qua cái điều đó, anh không cần. Nhưng mà tất nhiên với những người ta có những cái yêu cầu cao hơn, ví dụ như đoàn phim này, bởi vì họ có cái quy trình chỉnh màu, làm màu nó rất là phức tạp hơn so với người như mình. Mình nhiều khi mình chỉnh chỉ có chỉnh sáng tối, chỉnh cho đúng màu thôi, họ còn phải làm theo mood như em nói. Chỉnh cho đúng màu xong rồi họ đổi màu nó về tối hơn các kiểu để phục vụ cái ý đồ họ, thì họ cần một cái sự gọi là đủ đầy nhất từ ProRes. Còn anh thì nó 265 thôi. Thì hơn nữa, nếu mà để ý thì trong cái video behind the scene á, ta sẽ thấy á, là có một cái anh, cái cảnh mà ở ngay cái hành lang á, khi mà tự lên đóng cái tủ của cái tủ sắt đó, tủ sắt mà cá nhân á, có em có thì thấy ở bên hông có một cái anh đang cầm một cái follow focus. Cái follow focus mà không dây này á, thì anh em nào mà thấy mấy đoàn làm phim bình thường thì thấy rất là bình thường rồi. Thì thường thường nó sẽ là cái ống kính đây, mình sẽ đeo một cái, nếu mà xài ống kính máy ảnh á, thì mình sẽ đeo thêm một cái dòng răng cưa, xong rồi gắn một cái bộ phận motor ở đây, xong rồi mình điều khiển xoay không dây ngoài. Hoặc là những cái ống mà cine thì nó có sẵn cái phần răng cưa đó rồi, đúng rồi thì mình không cần. Còn ở iPhone thì trên bản thân cái máy, cái app Blackmagic á, thì nó có cái phần điều chỉnh lấy nét tay. Nhưng mà thao tác kéo vuốt theo màn hình này á, quá khó để sử dụng. Thì những cái người chuyên nghiệp thì họ sẽ được hưởng lợi từ app Blackmagic và iPhone, thì nó sẽ dùng được một cái bộ lấy nét tay không dây của Tuya, hình như nó tên là Nucleus M hay gì đó. Mua cái đó về, tất nhiên là nó cũng giá cũng cao, vẫn xoay tay, vẫn phải vặn xoay tay được. Và chính cái điều đó nó là một cái mà anh thấy là nó cũng giúp cho iPhone khác biệt so với những cái máy điện thoại mà muốn đặt mình vô iPhone, giống như câu chuyện hồi nãy. Ví dụ như anh coi câu chuyện thì anh coi cái clip của S23 Ultra quay bởi một cái đạo diễn anh quên tên rồi, của người Hàn, với một cái MV, một cái clip cái ngắn mà một cái đưa cái tay đúng cho rồi. Cái nhà tù đúng không? Thì có cái cửa nó có một cái nắp mở gì nè để đưa đồ vô thôi. Thì khi mà cái nhân vật kia đưa cái tay vô cái con Samsung đó, nó lấy nét, nhưng mà nó, tại vì cái hành động nó nhanh quá nó sẽ có cảm giác giật. Tất cả mọi người xài thì quay phim thì đều thấy cái chuyện giật đó bình thường, tại vì nó nhấp hai lần đúng rồi, đưa ra để vô đây xong rút ra và ra. Nó có cảm giác giật. Còn iPhone thì không bị điều đó, và rõ ràng là nếu mà xài app chỉnh tay á, thì rõ ràng thao tác trên điện thoại mà chỉnh tay thì cũng sẽ khó. Một là nó sẽ bị rung, đúng, ít nhiều cũng phải rung, tất nhiên nó sẽ cần điều nhiều hơn. Trong khi cái này thì tất nhiên là nếu mà tương lai Blackmagic
có app cho Android. Nói chung là Android hay là những cái điện, nó riêng là điện thoại Samsung hay điện thoại gì đó, thì có thể nó sẽ đem đến cái tính năng này. Nhưng mà đó là phần về phần mềm thôi. Còn về phần phần lock thì Blackmagic không thể làm nếu mà Apple nó không có. Rõ ràng là app Blackmagic Camera có thể xài iPhone 14 Pro. Nhưng mà nó không có lock. Phải iPhone 15 Pro nó mới có. Thật ra trước đây có những cái app ví dụ như Filmic Pro nó cũng có cung cấp cái chế độ flash lock gì đó. Nhưng mà anh xài anh thấy nó không có chất lượng. Và người ta cũng có so khi xài iPhone 15 Pro xài lock của Apple và 15 Pro xài lock của cái app Filmic Pro. Filmic Pro là không được hỗ trợ từ Apple, nó tự làm. Thì nó không thể nào có chất lượng cao bằng cái lock được. Có rất là nhiều, thấy không? Như anh nói nãy đó là cái chuyện mà có lock không nét lẫn những cái hỗ trợ từ Blackmagic nó giúp cho cái iPhone nó có một sự nhỉnh hơn. Và sự nhỉnh hơn đó khi mà nói là khi đặt vô cái vị trí của làm phim, ví dụ như MV của tờ Linh đi, nó sẽ có sự khác biệt. Và tất nhiên cái sự khác biệt đó không có nhiều người thấy được, nhưng mà anh nghĩ là những ekip nếu bắt buộc phải sử dụng giữa một cái app, một cái điện thoại như iPhone hay một điện thoại như Samsung, nếu bỏ qua cái chuyện là được tài trợ gì hết, thì anh vẫn thấy Samsung không bằng, hay là Apple không bằng iPhone ở một số điểm đó. Và những cái điểm đó là cũng khá là cần thiết. Cho em nghĩ là một vài cái nhận xét cuối cùng đi. À, chúng ta nãy giờ nói tới những cái khó khăn, những cái câu chuyện mà MV được quay bằng iPhone rồi. Vậy thì bây giờ lợi thế của MV khi mà được quay bằng iPhone là gì? Đầu tiên cái dễ dàng, em dễ nhận thấy nhất là cái cảnh tờ Linh lúc mà sau khi biến thành rồng rồi bị áp mặt vô cái khung cửa sắt. Xong rồi trong cái behind the scene mình thấy rất là rõ là anh đó, anh chỉ việc được cầm cái iPhone đưa tay qua xong giật ngược lại là xong. Trong khi đối với những máy lớn thì họ phải set up cái phân cảnh rất là nhiều, thậm chí là cắt bỏ nguyên cả cái khung cửa sắt đó để đưa qua chuyển qua chuyển lại hay như thế nào đó. Thì đó là một cái thứ đầu tiên mình dễ nhận thấy, nó là nhỏ gọn, nó dễ dàng. Thì theo anh là ngoài câu chuyện đó ra thì iPhone nó còn dễ ở những cái câu chuyện nào khác không? Anh thì cái cảnh mà xuyên qua khe cửa thì riêng anh có hơi một cái suy nghĩ là cái cảnh nó được tạo ra để show điều đó, chứ không phải là cái mục đích ban đầu của cái cảnh quay đó là có điều đó. Nhưng mà đúng là sẽ có thể có một số trường hợp cái sự nhỏ gọn của iPhone nó được lợi. Mà hiện giờ anh nghĩ là nó cũng iPhone nó cũng chỉ dừng ở cái mức là một thiết bị quay phim được cho những người dùng bình thường. Quay phim tốt chứ, cho những người dùng bình thường và những người dùng hơi yêu cầu cao thôi, chứ không phải là thiết bị dành cho người dùng chuyên nghiệp. Giống như là có những cái đoàn phim họ phải sử dụng những cái máy quay mà mình máy quay hoặc máy ảnh mà mình nghĩ nó là những cái máy mắc tiền, như kiểu hồi xưa có cái đoàn quay dùng 5D3 để dùng cho những cái cảnh mà tông xe. Là coi như họ chấp nhận là quay tông xong bỏ luôn. iPhone nếu nói là có những cái tiện đó đi, đó là về giá thành hoặc là cái nhỏ. Tại vì bởi vì bây giờ có những cái thiết bị quay mà nó đủ nhỏ để làm những cái điều, tất nhiên không nhỏ như iPhone nhưng mà làm được những cái điều mà em nghĩ là nó nhỏ, ví dụ như vậy. Ví dụ như là có những cảnh quay người ta muốn quay kiểu POV đi, thì người ta dùng những cái máy quay rất là nhỏ. Ví dụ như điển hình, ví dụ như Sony FX3 bây giờ. Nếu mà nói về độ to á thì cái body của FX3 với iPhone ngang ngửa nhau, dài hơn thôi. Nó dài hơn. Nếu mà dùng ống kính đủ mỏng thì nó cũng nhỏ nha. Nó cũng có thể làm được ở một số trường hợp nào đó. Thì anh nghĩ là cái cảnh đó thì nó là show up cái để người ta dựng lên để thấy được cái sự nhỏ gọn thôi. Chứ anh vẫn chưa thấy cái vị trí của iPhone trong một cái đoàn làm phim chuyên nghiệp. Nhưng mà anh nói hồi nãy đó, sự liên tưởng, đó là sự liên tưởng. Một đoàn làm phim chuyên nghiệp có thể dùng iPhone để làm ra một sản phẩm chuyên nghiệp, thì một người bán chuyên có thể cầm iPhone ra một sản phẩm bán chuyên, và một người nghiệp dư có thể cầm iPhone ra một sản phẩm nghiệp dư, và tất cả các sản phẩm đó đều tốt với mục đích của người ta, với yêu cầu ở mức độ đó. Tất nhiên là anh vẫn thấy là cái MV này nó không được gọi là xuất sắc như cái MV Olivia Rodrigo Get Him Back, nó đẹp hơn tại vì nó sáng sủa hơn. Nhưng mà bỏ qua cái chuyện nét và sáng sủa đi thì cái tông màu tối nó phục vụ được, và cái đoàn làm phim có thể làm được điều đó. Có những người nói là đoàn làm phim cánh còng lưng thì anh nghĩ
họ cực hơn, có thể họ gánh cộng lưng gì nữa, nhưng mà nó không phải là cái thứ mà chúng ta đào sâu. Đúng rồi, tại vì họ họ sinh ra để họ được gánh cộng lưng do cái MV mà. Đúng, tức là tại vì anh nghĩ là có những cái job, những cái project nó cũng có những cái yêu cầu rất là oái oăm, thì họ sẽ cũng phải tìm cách để họ giải quyết được những cái yêu cầu đó. À, thì câu chuyện của cái đoàn làm phim là giải quyết được điều đó. Ừ. Có thể nó sẽ cực hơn, anh chắc chắn nó sẽ phải cực hơn. Yeah. Nhưng mà anh nói đó, cái điện thoại nó phải có khả năng, nó phải đứng được ở vị trí đó để mà người ta có thể làm được ở một chất lượng đó. Và giống như trong một cái bài viết của Tinh Tế về cái MV này, có nhiều người comment vô những cái MV khác của, hoặc là những cái video phim ngắn khác của những cái điện thoại làm cái clip đó, những cái MV đó, thì anh vẫn thấy là về mặt chất lượng, nếu mà không so với tờ Linh đi, so với MV Rodrigo thì rõ ràng là vẫn thua. Tại vì mình nói gì thì nói, thì cái trình độ của những cái team, những cái ekip ở nước ngoài nó cũng có một cái level nào, ví dụ như Hàn, như Nhật, ít hay nhiều nó cũng phải cao hơn mình một chút. Nhưng mà anh cũng không có nghĩ đó là mình nói là cái team Việt Nam mình làm không tốt, nghĩa là cái team Việt Nam mình làm tiệm cận, nhưng mà do cái xác định ban đầu của họ là cái tone này. Họ đi con đường khó hơn. Tức là cái tone màu này, cái bối cảnh này, nếu mà ở một cái máy quay nó cũng khó hơn. Đúng rồi, nó cũng sẽ phải khó hơn với lại so với một cái cảnh quay sáng sủa mà nó theo kiểu kia, nếu mà về cái hiểu, ở một mặt nào đó. Đây là một cái tone khó, và họ chọn đường đi khó, và cái sản phẩm họ ok. Anh nghĩ nếu mà có cái bản 4K thì nó sẽ giống như kiểu minh oan, họ sẽ có một cái sản phẩm sẽ rõ. Và nếu mà mình bỏ qua cái chuyện là quay bằng iPhone, mình bỏ qua cái chuyện là Full HD không nét hay là cảnh tối đi. Dạ. Mình coi cái MV đó, đây là một cái MV rất là chỉnh chu, và cũng không nói về vấn đề nhạc hay dở, mà MV này là xây dựng câu chuyện. Tức là có thể tạm gọi nó là một cái phim ngắn trong vòng 7 phút. Mình thấy là mình tất cả mọi thứ mà ekip làm đều có chủ đích. Nó khác, giống như kiểu nó khác hoàn toàn so với cái MV mà anh với anh em Tinh Tế làm. Thì tụi anh cũng có chủ đích, nhưng mà tất nhiên là cái mức độ chủ đích của tụi anh nó sẽ không thể nào mà so với bạn này được. Ok, em nghĩ đó là đủ dành cho một cái MV đừng làm nó phức tạp. Mình đã làm nó quá là phức tạp cái câu chuyện rồi. Trong vòng khoảng hơn một tiếng vừa qua thì MV mới của Apple, chắc có lẽ là từ nay mình sẽ duy trì cái podcast này nó đều đặn hơn, một tuần có thể một tuần hay là một vài tuần gì đó, so với em sẽ làm song song với khách mời. Nhưng mà bên cạnh đó thì chắc là anh hay là cô Hiệp, những người thường xuyên xuất hiện ở Tinh Tế, thì chúng ta sẽ dễ ngồi nói chuyện với nhau hơn. Có thể là sắp tới Sony A9 Mark 3 đã về Việt Nam rồi, khi nào có trên tay thì chúng ta cùng bàn luận xem là Global Shutter nó có thực sự ảnh hưởng tới câu chuyện chiến lược hình ảnh như là những cái tờ báo nước ngoài họ phân tích hay không. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chúng ta sẽ kết thúc cái số podcast rất là dài ở tại đây.